bên làm rồi nó săn nhiều lắm em. Dạ. Chị thích quá, chị mừng quá. Xin chào cả nhà, xin mời cả nhà cùng theo Linh để vào xem chị Hoàng đang làm dịch vụ gì ở BB Thanh Mai nhé. Dạ em chào chị Hoàng, em chào bác sĩ ạ. À, chào em. Dạ bác sĩ ơi, thì chị Hoàng làm tới đâu rồi bác ha? À, mình sắp xong rồi em. Dạ. Dạ chị ơi, chị xem cái nửa mặt làm rồi và nửa mặt chưa làm của mình chị ha. Ồ, khác nhiều quá em. Dạ, chị thấy ở đây rõ nhất điểm gì trên da của mình nè? À, rõ nhất đó, là chị thấy cái da chị nó căng ra. Dạ. Xong rồi chị cảm nhận là không có còn cái những cái nếp nhăn chảy xệ nữa. Ừ. Chị thấy là cái phần đường viền hàm bên này của mình nó được nếp gọn hơn so với so bên chưa làm. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chị Hoàng, chị có thể rờ lên da của mình xem cái nửa bên làm rồi và nửa bên chưa làm nè. Chị thấy bên nào săn hơn? Bên làm rồi nó săn nhiều lắm em. Dạ. Nó khác nhiều lắm. Hoàn hồi của da mình hơn. Đúng rồi, đúng xíu, rồi. Đúng rồi. Ở đây cái phần cung chân này của mình em thấy nó cũng được nâng lên nhiều hơn đúng so rồi. Với cái bên chưa làm của đúng mình. Rồi, đúng rồi. Dạ, thì cái này là hiệu quả được khoảng tầm từ 15-20% thôi chị ha. Thì cái hiệu quả của mình nó sẽ còn kéo dài nữa, sau 3 tháng thì nó sẽ là được nâng nhiều hơn cho da của mình ạ. Có nghĩa là sau 3 tháng thì cái gương mặt của chị nó sẽ thay đổi nhiều hơn, đẹp hơn, trông xinh xắn hơn phải không em? Dạ đúng rồi. Dạ, chị thích quá, chị mừng quá. Dạ bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ cái tình trạng da của chị Hoàng trước cũng như là đang làm công nghệ gì bên mình được không ạ? À, với chị Hoàng thì hôm nay là mình đã thực hiện cái công nghệ nâng cơ và trẻ hóa da là tốt nhất hiện tại, được FDA của Hoa Kỳ chứng nhận. Thì trước khi làm thì cái phần da của chị Hoàng rất là bị sạm cái bệnh này nhiều. Yeah. À, cái vùng má, cái má nó bị sâu, vùng mắt nhăn nhiều và cung mày nó sụp xuống. Thì trong quá trình điều trị, bác sĩ đã tập trung nâng rất là nhiều cái phần má này để mình kéo mình nâng lên. Và thứ hai là mình kéo cái mũi má mình nâng lên. Thì hiện tại thì mình thấy là cái da vùng má nó đã có cái sự cải thiện, nó đã săn hơn rồi. Và vùng má của mình thì thấy là nó cái độ đàn hồi, chất lượng da nó tốt hơn. Trong quá trình làm chị Hoàng có thấy đau không chị ha? À không em, trong quá trình được bác sĩ điều trị chị thấy rất là thoải mái em. Dạ. Nhẹ nhàng, êm ái, không có một cái gì gọi là cảm giác đau đó em.